thì cái combo này nó sẽ có sự góp mặt giữa Ruan Protein Isolate hay còn gọi tắt là Ruan đỏ, và một bạn có thể lựa chọn một trong hai loại, đó là EAA EAA thường và EAA Energy là loại màu vàng, có nghĩa là có thêm caffeine trong đây nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Gia Súp Lemon và tập tiếp theo của chương trình review về thực phẩm bổ sung của Gia Súp. Thì mình sẽ đưa lên cho các bạn một cái combo vô cùng ok, tiết kiệm để cho mọi người có thể cân nhắc khi mua hàng. Thì cái combo này nó sẽ có sự góp mặt giữa Ruan Protein Isolate hay còn gọi tắt là Ruan đỏ, và một bạn có thể lựa chọn một trong hai loại, đó là EAA EAA thường và EAA Energy là loại màu vàng, có nghĩa là có thêm caffeine trong đây nữa. Thì để nói sơ qua từng cái của cái sản phẩm này, nhắc lại thôi tại vì mình cũng đã có làm clip về hai loại này rồi, thì đây các bạn nhấn vào cái đường link trên đây là ok, là có clip luôn. Thì đây là một cái sản phẩm Ruan đỏ nè, whey là một cái sản phẩm bổ sung protein tinh khiết cho những người nào muốn tập luyện thể hình và thể dục thể thao để xây dựng và bảo vệ cơ bắp. Và đây là hai trong số những cái loại phục hồi toàn diện nhất mà Gia Súp đang phân phối. Rồi. Và đây là bên Gia Súp là có bắt đầu thiết kế combo này luôn. Thì cái combo này sẽ phù hợp, mình nghĩ nha, nó sẽ phù hợp với những bạn mới tập cũng như là những người nào đã có thâm niên tập luyện nhưng mà không có thời gian ăn uống cũng như là bổ sung những cái vi chất cần thiết cho cơ thể. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình mới tập luyện á thì cái cơ thể mình sẽ làm quen với một cái cuộc sống mới, một cái lối sống mới, thì mình phải tập luyện và mình ăn nhiều thịt hơn, ăn nhiều carb hơn, tất cả nhiều chất hơn, và trong đó khó nhất là nạp protein tại vì nó rất là ngán. Là chế biến lâu nè, ăn ngán, rồi còn cái lượng kinh tế bỏ ra nó cũng không phải là ít. Thì Ruan nó sẽ giải quyết được cái bài toán trong cái tình huống này, là nó sẽ bổ sung ngay 25g protein siêu tinh khiết. Cái coi như là về lượng protein là nó ngang bằng một lạng ức gà, nhưng mà về cái độ hấp thu thì nó gần cao gần gấp đôi ức gà luôn. Tức là cái chỉ số BV, cái chỉ số hấp thu sinh học tới 146 lần, 156 gì đó, mình nhớ không rõ. Thì đây sẽ bổ sung mà nhanh nữa chứ, nhanh mà còn ngon nữa, chỉ cần lắc lên nước uống là xong. Còn đây là cái loại phục hồi, thì nó sẽ giúp kéo dài buổi tập, bổ sung để xây dựng và bảo vệ cơ bắp bằng 9 loại amino acid khác nhau, rồi thêm vào đó nữa là cái tuyển tập điện giải của nó nữa. Nó sẽ giúp mình là khỏe hơn và để chống lại những cái sự mệt mỏi lờ đờ oải sau khi tập và trước khi tập tùy vào ngày. Thì đây, mà ngoài ra nó còn ngon nữa, nó giúp cho những cái bạn nào mà đang ăn kiêng á, thèm ngọt mà mình không thể nào mình uống nước ngọt được thì mình cũng có thể sử dụng cái này để mình thay thế luôn. Các bạn cũng có thể ghép combo chung với lại cái loại màu vàng này, là cái loại có caffeine, thì nó sẽ cực kỳ ok khi mình uống vào buổi sáng. Uống vào buổi sáng thay cho cà phê cũng được luôn, vừa ngon lành mà vừa tỉnh táo nữa. Rồi. Thì nếu như các bạn lấy cái combo này thì Gia Súp sẽ gửi tặng cho các bạn một cái bình lắc như thế này nữa, thì để các bạn lắc dung dịch uống chung luôn. Đó, đây là cái bộ combo để Gia Súp đã thiết kế dành riêng cho mọi người. Thì nếu như các bạn muốn đặt hàng thì hãy ghé ngay qua các chi nhánh của Gia Súp hoặc tiến hành đặt hàng online trên fanpage Facebook, đó là Gia Súp Lemon, hoặc trên website gia-sup.vn. Thì nếu như các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Nếu thấy chưa hay thì hãy để lại comment của mình bên dưới phần bình luận để Gia Súp có thể rút kinh nghiệm, qua đó giúp phục vụ các bạn tốt hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.